Sao lại phải đốt đề cương? Thi xong rồi cho quên thi rồi. À, thi xong rồi, hôm nay là thi xong rồi hả? Hủy tài liệu đấy hả? Dạ. Đây là hủy tài liệu đấy hả? Con môn 2 điểm vứt đi ba. Còn nó 10 điểm là giữ lại. À. 10 điểm. 10 điểm thì giữ lại, còn 1-2 điểm thì vứt đi. Tao còn đến cương văn này. Thôi đi, không cố. Giữ lại đi công học tự nhiên đi.